Thưa quý vị, trong lúc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp thì một điều may mắn là chúng ta liên tục tiếp nhận những thông tin khả quan về vaccine ngừa Covid-19, cả nguồn nhập khẩu cũng như là sản xuất trong nước. Thế nhưng bài toán đặt ra cho chúng ta bây giờ là khi có vaccine rồi thì việc tổ chức tiêm chủng sẽ sắp xếp thực hiện như thế nào? Chắc hẳn ở thời điểm này người dân đang có rất nhiều câu hỏi xoay quanh vấn đề tiêm ngừa vaccine Covid-19. Và để giải đáp phần nào những thắc mắc đó, chúng tôi mời đến trường quay Tiến sĩ Phạm Quang Thái, trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền Bắc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xin cảm ơn tiến sĩ đã tới với chương trình của chúng tôi hy vọng là hôm nay sẽ có một phần nào đó câu trả lời cho người dân đang quan tâm đến vấn đề tiêm ngừa covid 19 à, đầu tiên chúng ta biết là đến hôm nay thì đã có một cái lượng vaccine nhập khẩu về sớm hơn so với dự kiến và quá trình sản xuất vaccine trong nước cũng rất là khả quan vậy ông đánh giá thế nào về những thông tin này và đây là một cái điều cũng hết sức đáng mừng bởi vì uh, chúng tôi uh, cũng không thể nghĩ rằng là vaccine lại có thể về sớm như vậy. Vâng. Uh, đây là một cái sự nỗ lực rất lớn cả về mặt ngoại giao cũng như là uh, về mặt y tế để có thể là vaccine được đưa sớm đến những cái người cần thiết trong cái um, công tác phòng chống dịch lần này. Dạ vâng. Siêu uh, nói thêm về những tín hiệu khả quan của quá trình sản xuất vaccine uh, trong nước. Ạ. Vâng và song song với nó thì ngoài cái việc mà nỗ lực từ uh, tăng cái tốc độ để nhập khẩu được về thì cái những cái công tác nhập, sản xuất vaccine trong nước cũng đã có những tín hiệu rất khả quan cụ thể là những cái kháng thể mà tìm thấy ở những người sau khi tiêm đã có thể là trung hòa được những cái con virus kể cả những cái virus chủng mới đấy là một trong những cái điều mà chúng tôi cũng rất là mừng bởi vì bằng cái nỗ lực trong nước mà chúng ta đã có thể đạt được những cái sản phẩm ngang tầm với thế giới cho đến thời điểm này. Vâng, à, và chúng ta cũng có quyền kỳ vọng bởi lẽ là vào cuối năm 2020 khi mà người dân lo lắng về vaccine thì cũng đã có những thông tin nhắc lại mọi người rằng vào những năm 60 thì Việt Nam cũng đã làm ra rất nhiều vaccine do mình tự sản xuất và đã chiến thắng bệnh tật thời đó. Và đến nay thì chúng ta cũng có thông tin là Bộ Y tế công bố danh sách 11 nhóm đối tượng được ưu tiên tiêm. Vậy người dân có băn khoăn là khi mà vaccine tiếp tục về thêm thì sẽ có thêm những đối tượng khác mở rộng từ danh sách này hay không ạ? Uh, đây chỉ là 11 cái nhóm mà dự kiến ban đầu Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là lượng vaccine về Cũng như là lượng vaccine sản xuất trong nước Nó không thể nào đáp ứng ngay được cái nhu cầu Và chính bởi lý do cái việc mà đưa ra sớm cái danh sách Những cái đối tượng nào cần phải được uh, ưu tiên Để được sắp xếp, để được quan tâm hơn trước ấy, Thì đấy là một trong những cái mà giúp cho tất cả các tuyến Có thể hoàn thành được cái công tác tiêm chủng này uh, Tuy nhiên thì ngay sau khi mà các nơi uh, thực hiện các cái động tác mà Uhm, chuẩn bị đấy. tức là liệt kê rồi lên danh sách chuẩn bị đối tượng chuẩn bị uh, người công tác tiêm chủng thì ngay sau đấy chúng ta cũng đã phải tính tiếp ngay cái bước tiếp theo là bước tiếp theo sẽ là những người dân còn lại. dạ vâng. Mọi người cũng băn khoăn về uh, một khái niệm tên là miễn dịch cộng đồng và mọi người cũng muốn có thông tin cụ thể từ tiến sĩ. Xin tiến sĩ cung cấp cho người dân ạ. Để mà có thể là có một cái lá chắn để có thể ngăn được virus từ bên ngoài vào để có thể có được một cái cộng đồng khỏe mạnh thì ngoài cái việc mà bảo vệ trong đối tượng nguy cơ thì phải có một cái miễn dịch cộng đồng đủ đủ tốt. Thì ở đây tùy từng bệnh thì sẽ phải đòi hỏi những cái mức độ miễn dịch cộng đồng khác nhau. Vâng. À, có những bệnh thì không cần phải tất cả mọi người đều được tiêm đâu, nhưng mà nó vẫn có thể có được cái miễn dịch tốt để bảo vệ. Nhưng mà với những cái bệnh ví dụ như là COVID-19 này thì cái mức độ bảo uh, tiêm phòng nó phải tăng rất nhiều bởi vì cái mức độ dễ lây lan của nó. Nên số lượng người cũng như là uh, ngoài cái vấn đề những cái đối tượng ưu tiên ra thì người dân cũng phải được, được tiêm thì mới có thể đảm bảo được cái việc là cái cộng đồng đấy thực sự là ngăn cản được cái tấn công từ bên ngoài vào. Dạ vâng. À, xin ông cho biết cái số lượng hiện nay mà mà bộ y tế Việt Nam đã đặt hàng từ các nước khác số lượng vaccine đến bây giờ mình đã đặt hàng ạ? là bao nhiêu ạ? À, số lượng đặt hàng thì nó nó còn liên quan đến cái vấn đề đàm phán nữa. Vâng. Cái số mà chúng ta nhìn thấy mà báo chí đưa. dự kiến có được Dự kiến đó. có được mà chúng ta cũng đã nghe từ bộ trưởng bộ y tế rồi từ các ban ngành đấy, vâng. từ các thông tin báo chí thì chúng ta có thể thấy rằng là số lượng đó đủ tiêm cho khoảng 70 mươi triệu người dân của Việt Nam. À, như Thế nhưng mà vấn đề là nó phải là rất là nhiều trạng nhiều vâng. bởi vì không có một quốc gia nào có thể đủ cái mức độ sản xuất ra được cái mức độ nhiều vaccine như vậy. Vâng. Cho nên là cái, cái công tác chuẩn bị cũng như là Uh, liên tục chúng ta cũng phải cập nhật thêm trong thời gian tới uh, liên quan đến cái việc mà nhập vaccine về như thế nào vâng sở dĩ chúng tôi hỏi câu đó là vì với cái số lượng nhập về lớn như vậy mà trong nước cũng đang sản xuất sau song lượng vaccine nhiều người cũng uh, quan tâm đến việc cả cái số lượng vaccine trong nước uh, liệu có bị ế hay không theo cái câu hỏi của người dân ạ uh, cái cái câu chuyện này nó nó rất là hay bởi vì vâng. sau này chúng ta cũng sẽ bàn thêm về cái chuyện ế hay không ế dạ. uh, mình thì mình rất mong muốn là có được càng sớm càng tốt và bằng tất cả mọi cách từ sản xuất trong nước từ nhập khẩu từ bên ngoài và phương án nào đến trước thì chúng ta sẽ thực hiện phương án đó à, bởi vì cái mục tiêu cao nhất ở đây là càng nhiều người dân được bảo vệ càng tốt cộng đồng được bảo vệ được tỷ lệ càng cao càng tốt độ phủ càng lớn càng tốt à, tuy nhiên chúng ta cũng có thể thấy rằng là nói thì nó nói thế tính thì tính thế nhưng mà với một cái nhà máy để sản xuất ấy cái sản lượng của nó sẽ không thể trong một thời gian ngắn tạo ra được Tôi nói cho đơn giản ví dụ như vaccine hiện tại mà chúng ta tính toán đến hiện sản xuất ấy, thì nó cũng chỉ đạt đến cái sản lượng khoảng độ 3 triệu liều trong một tháng. Thì như thế nếu mà so với cả người dân của Việt Nam 90 triệu người dân thì sẽ phải mất bao nhiêu lâu? Ít nhất là 30 tháng để có được cái lượng vaccine như thế. Tương tự như vậy các nhà máy trên thế giới họ cũng sẽ có những cái sản lượng nhất định cho cái vaccine. Và như thế có nghĩa rằng chúng ta mong muốn là chúng ta nhập khẩu càng nhanh càng tốt nhưng vaccine nó không phải như dược phẩm vaccine nó không phải là, là chúng ta có nguyên liệu chúng ta dập một cái là nó ra mà nó sẽ phải cần thời gian và cái thời gian đó chúng ta chúng ta tìm mọi cách để chúng ta mua cái thời gian đó và cái mua đó có thể là gì từ bên ngoài và từ nội lực của chúng ta nhưng mà kinh nghiệm cho thấy rằng từ trước đến giờ bất cứ một bệnh nào muốn khống chế được bao giờ cũng phải cần đến nội lực trong nước chứ còn nếu mà chúng ta chỉ trông vào nguồn bên ngoài chưa nói đến chuyện là chúng ta chủ động về công nghệ thì nếu như trong trường hợp virus biến chủng nó đã vượt qua được cái cái miễn dịch trước đây để nó có thể ra được một cái loại mới vượt cái đó tương tự như câu chuyện với cúm thì lúc đấy chúng ta đã có sẵn công nghệ trong tay và chúng ta sẽ sản xuất được ngay cái vaccine để đáp ứng thì cái điều đó đấy là lý do tại sao vaccine trong nước vẫn là phải ưu tiên trong thời gian này vâng nhưng rõ ràng vào những cái giai đoạn đầu tiên cần vaccine chúng ta vẫn dựa vào cái sự hỗ trợ từ nước ngoài thì sẽ tốt hơn cho người dân à, hiện nay thì trên thế giới những nước dầu theo như thống kê thì chúng ta thấy được là họ cũng đã mua một lượng lớn có thể coi là hơn một nửa lượng vaccine đang có rồi và đó cũng là lý do mà covax ra đời là vì thế để đảm bảo công bằng vậy ông nghĩ sao về việc các nước dầu mua hết và liệu họ có thể ung dung được hay không không bao giờ có câu chuyện ung dung được ừ. chúng ta cũng đã thấy một cái bài học có lẽ là rõ nét nhất là ở một số quốc gia đã ghi nhận những cái chủng mà nó có thể vượt qua được Thế thì cái những cái chủng đấy ở đâu ra? Những cái chủng đấy chính là trong cái quá trình lây truyền từ người này sang người khác. Virus nhân lên và biến đổi không ngừng. Khi virus nhân lên và biến đổi không ngừng, không có một quốc gia nào tuyệt đối an toàn đối với là cái này. Và đấy là lý do tại sao tất cả các quốc gia phải đồng lòng. Chúng ta chỉ có thể là cùng thắng chứ không có cái khái niệm là một người chiến thắng và sau đó ung dung để chờ nhìn những người khác. Bởi vì trong khi họ ung dung chờ nhìn những người khác những ở những quốc gia khác nếu như không có sự hỗ trợ, không có sự chống dịch kịp thời, không có sự chống dịch tốt sẽ lại sinh ra những cái cái, cái biến chủng mới và những cái biến chủng này nếu như nó vượt qua thì mọi nỗ lực liên quan đến vaccine, liên quan đến tiêm chủng của những quốc gia mà anh vừa nói là ôm vaccine về đúng không? thì cũng sẽ bị xóa cũng sẽ bị xóa bỏ và đấy là lý do tại sao chúng ta phải đoàn kết. Và những ngày này thì người dân cũng đang rất là tin tưởng vào vaccine nhưng mà tin tưởng ở mức độ như thế nào và cần phải có những thông báo rồi kiểm chứng khoa học nữa là một chuyên gia về dịch tễ thì ông có thể nói cho người dân biết là người dân có thể tin tưởng vào quá trình sản xuất vaccine sắp tới của chúng ta hay không ạ? À, ngoài cái vấn đề là tin tưởng, tôi nghĩ rằng là các nhà khoa học trong nước đã nỗ lực rất nhiều và vâng. những cái gì mà chúng ta nhìn thấy từ những sản phẩm của họ cho chúng ta một cái sự hy vọng rất lớn là cái nội lực của chúng ta là cái khả năng sản xuất trong nước là cái khả năng tự chủ về vaccine là rõ ràng. À, tuy nhiên thì ngoài những vấn đề đó thì từng người dân một phải tự bảo vệ mình đã. À, rồi tất cả những biện pháp dự phòng từ trước giờ chúng ta làm chúng ta phải làm làm triệt để. Bởi vì chúng ta chỉ có thể giải quyết được vụ dịch này khi mà vaccine, các biện pháp kỹ thuật, các biện pháp ngoại à, ngoại trừ khỏi cái vấn đề y tế, những cái biện pháp gọi là không đặc hiệu này vâng. đều phải làm song song hết thì tất cả những cái việc đó nó mới đảm bảo được rằng là chúng ta không bị tấn công bởi một cái chủng mới hay là chúng ta không bị là bao nhiêu nỗ lực chúng ta chuẩn bị vaccine nó lại đổ xuống, xuống, xuống biển cả vâng à, nhân hôm nay có tiến sĩ phạm quang thái là một chuyên gia trong ngành và trong trò buổi tối hôm nay cũng có một thông tin đó là nanocovax của việt nam thì cũng có những cái dấu hiệu tốt sinh kháng thể với biến chủng ở nước anh ông có thể cung cấp thêm thông tin để giúp người dân có thêm những cập nhật cụ thể ạ à? Và ở đây một trong những cái điều mà chúng tôi quan tâm nhất đấy là cái vaccine mà sau khi tiêm cho những cái tình nguyện viên ấy, thì kháng thể họ tạo ra có trung hòa được virus hay không? Vâng. Thì những cái biến chủng mà hiện tại Việt Nam đang đang đang, 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 đang lưu, lưu trữ được ấy. tức là từ những người nhập cảnh này, từ những vụ dịch này thì đều những cái con virus này đều được phân lập và được lưu trữ ở trong cái phòng thí nghiệm an toàn sinh học cấp 3 và cao hơn cấp 3 để đảm bảo rằng là nếu như chúng ta có uh, sau khi chúng ta thử nghiệm vaccine mà uh, những cái kháng thể đó nó có trung hòa được những con virus không cái bằng chứng về mặt trung hòa nó thể hiện được rằng là à kháng thể sinh ra thực sự bảo vệ được đối với con virus đó à, được bảo vệ chống lại cái loại virus đó thì uh, cái mà chúng tôi thấy ở đây là kháng thể sinh ra đã trung hòa được virus đấy là một trong những tín hiệu vô cùng khả quan mà chúng ta có thể kỳ vọng được ở vaccine Việt Nam. dạ, một lần nữa xin cảm ơn tiến sĩ đã đến với chương trình và cung cấp những thông tin khả quan. Mong là thời gian tới chúng ta nhận nhiều tin vui hơn nữa về quá trình chống Covid-19. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành theo dõi chương trình hôm nay của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.